Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì thông tin một số em học sinh ở trường tiểu học Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình không biết đọc, không biết viết nhưng vẫn lên lớp khiến cho dư luận bức xúc và lo lắng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em đang học tại ngôi trường này. Một tiết học của em Nguyễn Hoàng Phúc Lộc, học sinh lớp 3C trường tiểu học Cồn Sẻ. Những nét chữ nắn nót, những bài toán dù còn khá khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực em đã cố gắng hoàn thành. Cô Giang, giáo viên chủ nhiệm em Lộc cho biết, lực học của em yếu hơn so với các bạn trong lớp, nhưng không có việc em không biết đọc và biết viết. Thì trong quá trình học thì em Lộc là về kỹ năng viết thì em Lộc viết chữ tương đối đẹp, khá đều và đúng mẫu đúng cỡ. Còn việc làm tính thì em Lộc cũng nắm được cái kiến thức cơ bản của chương trình học, tuy rằng em có hơi chậm hơn một tí so với một số bạn học khác. Chị Hảo, mẹ của em Lộc cũng khẳng định. Lớp 1 là học cùng lần. Học lớp 1 là viết được, đọc được, tính vẫn mau, vẫn nhanh nhẹn. Em Hoàng Văn Phượng đã hoàn thành xong chương trình tiểu học nhưng đã nghỉ học được 2 năm. Dù đã hoàn thành chương trình tiểu học nhưng em mới chỉ dừng ở việc biết đọc và biết viết. Cháu viết đọc, cháu viết viết, cháu viết năm toán lớp 1. Nhưng lớp 2 cháu viết bé, ha, kì, ba, đi, bé, kì, ba, hà, hi. Trước đó, có một số thông tin phản ánh nhiều học sinh lớp 3, 4, 5 ở trường tiểu học Cồn Sẻ không biết đọc và viết nhưng vẫn được lên lớp, khiến dư luận khá bức xúc. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, Đoàn Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã làm việc cũng như kiểm tra chất lượng dạy và học tại trường tiểu học Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, đồng thời khẳng định thông tin này là chưa chính xác. Trước sau sự cố thì chúng tôi có kiểm tra thực chất ba cái trường hợp học sinh đã nêu trong báo, thì qua cái kiểm tra thực tế thì thấy rằng là cái việc thông tin của báo cũng chưa chính xác. Trường tiểu học Cồn Sẻ được Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn xác định là một trong những điểm trường khó khăn về điều kiện địa lý và điều kiện vật chất, khiến việc dạy và học của thầy trò ở đây rất khó khăn. Việc đưa học sinh đến trường đầy đủ là một trong những nỗ lực rất lớn của nhà trường cũng như phụ huynh ở đây. Vì vậy, những thông tin không chính xác về việc trường có nhiều học sinh không biết đọc, biết viết, ít nhiều đã phụ công thầy và trò nhà trường phấn đấu trong nhiều năm qua.